hàng chục hệ thống camera thông minh đã được lắp đặt một bài Tây Ninh để phòng chống tội phạm và vượt biên trái phép. Các camera này có kết nối với máy chủ được ứng trực 24/24. Ứng dụng công nghệ scan đối chiếu có thể nhận dạng khuôn mặt, biển số xe để phát hiện ra các đối tượng bị truy nã hoặc biển số xe gian, xe trộm cắp trong danh sách đen. Một số camera đặc biệt ghi hình ban đêm cũng được lắp đặt ở các điểm nóng nhằm phát hiện các đối tượng buôn lậu và trái phép. Dự kiến sau thời gian thử nghiệm, hệ thống này sẽ được đầu tư trên diện rộng để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh quốc phòng trên khu vực biên giới.